Làm nốt cái video này nha. Đây là cái hàng cây mà mình hay đạp xe này và đi bộ này. Nó nằm ở giữa cái công viên của UNESCO, công viên mới đấy. Với lại cái đường Phạm Văn Đồng nhé. Cái đường này nó, cái đường đi bộ này rất là rộng, nó rộng khoảng 6 mét rồi đấy, 6 đến 7 mét rồi đấy. Đó thì cây đổ hết này. Hầu hết những cái này đều được chống nhé. Đây này, đều được chống bằng những cái thống sắt này, cọc sắt này. Đây là các bạn nhìn này, qua gió giật này. Đấy, chúng ta bắt đầu thấy tác dụng của cái cọc sắt này đấy. Giật ngang giật ngửa đến loét cả thân cây này. Đấy. Thì chứng tỏ là cái hệ thống cọc sắt này, bốn chân này nó cũng có tác dụng đấy. Chứ phải không đâu. Cây nó có cái sự đung đưa nhất định, đúng không? Đấy. Và những cây, nhưng mà vấn đề là cái phần mà chôn xuống đất của cái cọc sắt này. Cái ống tuyếp này thì nó hơi chưa đủ đâu. Theo mình nó phải dài thêm gấp đôi nữa thì nó sẽ giữ được cái cây này. Giống như cây to như này. Yeah, nó đổ hết rồi. Nó toàn bộ dãy đổ. Cành ở trên cũng có thể bị đối với những cái cây được chống chắc chắn thì những cành ở trên nó bị gãy. Ồ, đấy, lá liếc và rụng hết cả. Cái công tác mà trồng lại những cây này ấy, nó mình cho rằng là tương đối khó khăn. Người ta sẽ phải cưa hết các cái cành nặng đi và trồng lại, sau đó chống lại. Đấy, và chờ mọc rễ thế thôi. Thế các bạn nhìn thấy không? Nhưng mà rồi thì cuộc sống cũng vẫn phải tiếp diễn, đúng không? Bây giờ mới được nhìn thấy những cái quả của cái cây này. Đấy, các bạn thấy không? Những quả có hình thù này thì lá hình thù rất là lạ này. Giống như một cái bông, một cái con tàu của cái người ngoài hành tinh đấy. Thì nó rơi xuống. Đấy, nó rơi xuống thì nó sẽ được gió đưa đi. Đi xa hơn. Với cái màng này. Đó, nó sẽ đưa đi xa hơn. Đây chưa? Kỳ lạ là cái biển Resco này mặc dù là bằng bạt đấy, nhưng mà rộng như thế nhưng nó lại không bị đổ xuống, nếm lạ. Chắc là bên công viên Hòa Bình thì được cây đổ rất nhiều đây, nhìn xa xa là thế, nhưng mà mình không sang đấy làm gì. Đấy, mình bây giờ về cho an toàn.